Vâng, thì như trước mắt chúng ta đây quý vị thấy là những cái viên sapphire hình giọt nước, và chúng ta có thể kết thành cái lá, cái bông, cái hoa quý vị ha, theo cái ý tưởng của chúng ta. Còn đây là những cái viên sapphire hình oval và những cái viên sapphire hình tròn quý vị ha, để cung cấp những cái viên đá hoàn toàn là thiên nhiên với rất là nhiều hình dáng và rất là nhiều kích thước, để chúng ta có thể kết bộ lên trang sức theo cái nhu cầu và cái niềm đam mê trang sức đá thiên nhiên của chúng ta. Thì như quý vị thấy thì LNG của chúng ta ha, với cái số lượng sapphire không quá nhiều nhưng cũng không ít để phục vụ quý vị ha. Thì nói về màu sắc thì như nãy giờ thì quý vị cũng có thể thấy là chúng ta có những cái tông màu như là vàng, xanh lá, xanh dương, rồi xanh cổ ngang, lẫn cả xanh dầu gió không quý vị ha. Và cái chỗ hàng của chúng ta xuất xứ từ hai quốc gia hả quý vị ha, đại đa số là của Việt Nam chúng ta, như là Buôn Hồ, Phan Thiết, rồi Lục Yên. Còn một quốc gia nữa đó chính là nước Lào hả quý vị ha, giáp danh biên giới của chúng ta. Vâng, đá phong thủy LNG xin chào quý vị, các anh chị, cô chú ha. Thì ở cái video ngày hôm nay, để tiếp lửa cho tất cả các anh chị em mà chúng ta đam mê trang sức cũng như là đam mê đá thiên nhiên, thì hôm nay chúng ta sẽ gần gũi hơn và sát sao hơn với những cái gì mà chúng ta đam mê hả quý vị ha. Ở đây nó không chỉ là một cái thú vui cho cái sự sang trọng, quý phái, mà nó còn mang đến cái đẹp cho bản thân cũng như là cuộc sống hả quý vị ha. Vì đá của chúng ta, ngoại trừ vấn đề nó có cái độ cứng tốt, thì nó còn có những cái năng lượng để hỗ trợ cho người dùng, cũng như là cái tuyệt vời nhất đó là phong thủy hả quý vị ha. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến với những cái viên đá mà có thể là nó sẽ lên một cái bộ trang sức cho quý vị hợp với Tây Âu cũng như là châu Á của chúng ta hả quý vị ha. Thì bây giờ mời quý vị cùng LNG chúng ta xem qua những gì chúng ta có nha quý vị nhé. LNG xin chào quý vị, để đăng ký kênh chúng ta vào YouTube, sau đó gõ đá phong thủy LNG và đăng ký kênh, rồi bật chuông thông báo để đón nhận tất cả những cái video chia sẻ kiến thức về đá như là chế tác đá, lựa chọn đá, rồi phân biệt đá và phong thủy, với tất cả những cái video hữu ích mang đến cho chúng ta một cái kiến thức nho nhỏ. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh, đừng quên like và chia sẻ ủng hộ kênh quý vị nhé. Vâng, và trước mắt chúng ta là một cái chiếc nhẫn vàng hồng hả vị ha, với những viên đá tấm là thạch anh tím. Thì đây là một cái mẫu tham khảo để quý vị có thể là hình dung ra được rằng là những cái viên đá tấm của chúng ta có thể lên được những trang sức như thế nào. Và đây chỉ là một gợi ý nho nhỏ bắt lửa cho cái niềm đam mê của quý vị về trang sức và đá thiên nhiên. Thì chúng ta có thể là năng động hơn và tư duy hơn và sáng tạo hơn, và có thể là cho ra những cái món trang sức theo ý của mình. Vì bên phía từ LNG thì những cái viên đá cũng như là những cái món trang sức không bao giờ là có sự gói gọn hết quý vị ha. Quý vị thích đá bao nhiêu ly thì LNG cung cấp. Như đây trước mắt chúng ta thì quý vị có thể thấy là những cái viên đá tấm màu tím ha, chúng ta cũng có luôn. Và về kích thước thì quý vị muốn 2 ly, 1 ly, 1 ly rưỡi, 1 ly 7, 1 ly 8, 3 ly vân vân thì LNG sẵn sàng hỗ trợ quý vị ha. Và đây là những cái mẫu nhẫn gồm sapphire xanh với di công trắng, hoặc là sapphire xanh với tô ba trắng quý vị ha. Chúng ta đều có những cái viên đá thô như thế để mà đáp ứng nhu cầu cho quý vị. Thì chúng ta cứ tham khảo qua những cái mẫu này hả quý vị ha. Vì đây chỉ là một phần nhỏ về những cái mẫu trang sức mà LNG sưu tầm và gửi gắm đến cho quý vị, để chúng ta có thể là chọn lựa cho mình những cái món trang sức thật là xinh xắn nhưng mà không kém phần sang trọng, và gửi gắm vào đó những cái phong thủy hả quý vị ha. Và đây là sapphire của chúng ta hả quý vị ha. Thì em đang cho mài
những cái viên màu xanh lá hoặc là xanh dương quý vị ha. Còn đây là sapphire vàng và sapphire cam của chúng ta. Hàng này thì chỉ 1 ly 8 thôi quý vị ha. Hàng sapphire vàng và sapphire cam này của chúng ta chỉ có 1 ly 8 mà thôi. Nhưng mà trên màn hình thì phóng to ra để quý vị có thể là kiểm tra được là lửa và chất đá như thế nào không vậy ha. Còn đây là ruby lục y nguyên bái với nhiều kích thước từ 1 ly, 1 ly 2, 1 ly 4, 1 ly 6, 1 ly 8, 2 ly lên đến 3 4 ly không vậy ha. Kế đến là tô ba trắng 2 ly. Đây là dòng tô ba trắng 2 ly thì như quý vị thấy là chỉ với 2 ly thôi nhưng mà lên màn hình của chúng ta thì nó rất là to. Và điều đặc biệt là những cái mũi tên và lửa của viên tô ba của chúng ta nó khá là đẹp không quý vị ha. Kèm theo đó là chúng ta có cái dòng pin sapphire, một loại sapphire hồng mà chúng ta tìm kiếm trên Google hoặc là trên thị trường nó cũng ít thấy luôn. Còn đây là sapphire màu vàng nhạt và sapphire trắng. Kế đến là một cái mẫu với hộp đá vuông quý vị ha. Kế đến là một cái mẫu với hộp đá vuông. Thì với cái mẫu hộp đá vuông đó thì ở video trước thì quý vị có thể thấy rồi ha. Chúng ta có đây như quý vị thấy đây là màu cam, vừa rồi là di công. Kế đến là garnet quý vị ha. Và kèm theo đó chúng ta có những cái viên tụt Molin màu vàng và theo khối vuông. Và như quý vị thấy là lửa của chúng đều hoàn toàn là tuyệt vời. Vì bên LNG bây giờ và cũng như trước đây chú trọng đến chất lượng. Vâng, thì như những cái món trang sức mà quý vị thấy ở đầu video thì nó là những cái thứ mà chúng ta đang có và sẽ có không quý vị ha. Vì như quý vị thấy thì những cái món trang sức với những cái viên đá thật là lộng lẫy, nhưng chúng là hoàn toàn là đá thiên nhiên, khác hẳn với những cái viên đá thủy tinh màu hoặc là những cái viên đá mà quý vị mua trang sức là đã có sẵn không quý vị ha. Thì hầu như là những cái viên đá đó đều là những cái viên đá hàng nhân tạo quý vị ha. Còn trước mắt chúng ta đây thì như quý vị thấy thành phẩm, những viên đá thành phẩm và kể cả những cái viên đá thô mà được người ta khai thác từ trong lòng đất ở khu vực Việt Nam của chúng ta quý vị ha. Còn xa xa đằng kia hai cái khay kia là của sapphire của nước bạn quý vị ha, của nước Lào. Nó thành ra là chúng ta có thể thấy là chúng hoàn toàn khác nhau. Chúng là màu đen quý vị ha. Đen đen thui thùi lùi luôn. Còn hàng mua hồ của chúng ta thì vẫn sáng hơn quý vị ha. Vâng, thì để có những cái viên đá như thế này thì chúng ta cần phải có những cái phôi thô như thế này đây. Đấy. Và trong quá trình người ta khai thác thì có hàng to lẫn cả hàng nhỏ quý vị ha. Và việc quan trọng hơn hết là cái khâu của người kiểm duyệt về chất lượng. Thì hầu như những cái lô hàng về được LNG chọn lựa những cái viên thật là tinh khiết, những cái viên thật là tròn khối quý vị ha, để mài ra những cái viên đá đủ và đạt cái chất của một cái viên đá thân sét quý vị ha, một viên đá màu vàng mài giác. Như quý vị thấy thì hàng mua hồ của chúng ta thì màu vàng cũng khá là nhỉnh quý vị ha, màu vàng khá là nhỉnh và màu xanh cũng khá là nhiều đó. Thì một cái nói về hàng mài giác thì để sáng thì chúng ta nên chơi hàng mua hồ quý vị ha, sáng rất là nhiều luôn. Còn hàng của nước bạn Lào thì hơi đen đen chắc do ánh dạng nắng nhiều quá đó. Thì từ những cái viên thô như thế này, như quý vị thấy là chúng ta trước mắt chúng ta là tạm thời là những cái viên đá thô nhỏ, vì ở video này chúng ta chỉ nói về hàng đá tấm nên chúng ta không show ra những cái hàng đá thô mà mài hàng lớn hết vậy ha. Và ở cái như thế này để cho quý vị có thể hình dung rằng 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 là trên cái viên đá, những cái viên đá trên món trang sức chúng ta muốn kích thước to nhỏ và lớn bé như thế nào thì LNG cũng có thể năng động cho quý vị, vì chúng ta chế tác ra ha. Thích 4 ly có 4 ly, thích 3 ly có 3 ly và thích 2 ly có 2 ly, thích 1 ly cũng có 1 ly quý vị ha. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ xem qua cái quá trình mà kiểm duyệt về cái hàng này, vì LNG hiện tại chắt lọc những cái hàng chất lượng quý vị ha. Chúng ta gạt bỏ đi những cái hàng kém chất lượng để cho cái món trang sức của chúng ta chuẩn chất, gọi là trang sức cao cấp. Thì như quý vị đã thấy thì với cái chỗ đá ở đây của chúng ta ha,
thì bên phía của chúng ta là cung cấp sỉ và lẻ, nó thành ra là trữ lượng hàng lúc nào cũng phải có sẵn để khi mà bên đối tác người ta nhập về, người ta lên trang sức với số lượng lớn thì chúng ta sẽ bị tụt hàng, quý vị ha. Nó thành ra là tất cả các hàng thô đều được rải cho các xưởng chế tác để mà chế tác, quý vị ha. Đó chỉ là một cái vấn đề phụ thôi. Vấn đề chính bây giờ là chúng ta không chỉ có ở đây, quý vị ha, mà còn có ở đây những cái viên đá sapphire rất là sáng và rất là lớn, quý vị ha. Thì như LNG cũng đã chia sẻ nhiều đến quý vị rồi, những cái viên đá sapphire để mà nó có được cái độ tươi màu và độ sáng thì nó rất là ít, quý vị ha. Và ở đây chúng ta có những cái viên đá khá là bự và cũng khá là sáng luôn. Thì ở đây chúng ta có hai bịch đá đây. Thì hai bịch này là hai bịch mà LNG lựa ra để mà cho thợ sửa lại, quý vị ha. Bởi vì hàng này một là bị bệnh nhỏ mà còn bệnh nữa, quý vị ạ. Một là bị bệnh, hai là bị thiếu đáy nè. Quý vị có thể thấy viên này ở giữa nó sẽ chống hỏng, quý vị ha. Đó. Thì những cái con hàng kém chất LNG để bù nhùi như thế này và đem cho thợ sửa lại. Về hàng này thì như quý vị thấy hàng là hàng đỏ này thì nó là hàng Sphenel ha. Và hàng này cũng nè, quý vị thấy không, thiếu đáy cho sửa lại. Và bây giờ là bên chúng ta là chỉ chuyên về những cái hàng chất lượng thôi, quý vị ạ. Như cái lô này quý vị có thể thấy là tông màu rất là sáng ha, có vàng, có xanh, có tất cả, nhưng mà nó cũng là hàng kém chất và thiếu đáy. Thì lát nữa đây LNG sẽ đưa vào bịch cho đi sửa lại, quý vị ha. Và như quý vị thấy thì một cái cây như thế này để cho ra những cái con hàng chất lượng thì có những anh em kinh doanh ở trong video này cũng biết ha. Để mài một cây như thế này thì tiền mài của nó cũng lên đến cả chục triệu. Và sau khi chúng ta sàng lọc trong cái chỗ này, cái chỗ đá sapphire của chúng ta, và chúng ta sàng ra những viên kém chất như thế này lên tới vài chục ngàn viên hả vậy ha, thì tính ra cái con số mà chúng ta mài hai lần lên đến vài chục triệu hả vậy ha, đâu đó khoảng sắp xỉ 40-50 triệu gì đó về cái tiền mài là chuyện hiển nhiên rồi, chuyện đó quá rõ rồi. Nhưng mà để có những cái con hàng chất lượng để mà chúng ta có thể lên trang sức để mà sánh với lại nước ngoài thì chúng ta cần phải có một cái sự hao tổn nhẹ nhẹ, quý vị ha. Và ở đây là những cái viên sapphire vàng không được nói đến và không được nhấn mạnh tới, vì sapphire vàng ở đây chúng ta là sapphire vàng nhiệt nha quý vị nha, thì hàng nhiệt này dạt qua một bên không có nói tới nó. Còn tất cả những cái con hàng trước mắt của chúng ta đây từ A tới Z, quý vị ha, tất cả đều là hàng thiên nhiên. Và LNG cam kết nha, cam kết cũng như là khẳng định quý vị rằng là 100% đều là thiên nhiên hết. Hàng to có, nhỏ có hả quý vị ha, chỉ là chất lượng hay không chất lượng. Không chất lượng thì dạt qua một bên để chúng ta sửa lại để cho nó hoàn thiện hơn. Dù là nhỏ nhất nhưng mà LNG vẫn muốn là viên đá của chúng ta nó sạch, hoặc thậm chí là nó sẽ phải có lửa hả quý vị ha. Có thể chấp nhận cái này, có thể chấp nhận cái kia, nhưng không chấp nhận rạn và thiếu đáy. Đó. Khá là nhiều đó quý vị ạ. Vâng, thì như LNG nói thì làm hả quý vị ha. Bây giờ chúng ta bóc tách cái lô mà LNG đã lựa, những cái viên mà chống hỏng ở giữa nè. Đó quý vị thấy ha, thiếu đáy, bóc nó bỏ qua một bên. Thì cái này á, nếu như mà anh chị nào mà chúng ta muốn đính hay gì đó lên nhẫn hoặc là hoa tai gì đó thì chúng ta có thể lựa chọn ha, LNG sang lại hết. Thay vì bỏ ra cả chục triệu tiền mài thì LNG sẵn sàng sang lại hả quý vị ha. Chứ hoặc sang, hoặc là sang, hoặc là sửa lại, chứ không có để hàng kém chất như thế này. Và đây cũng là một cái vấn đề mà nan giải, LNG cần phải nhắn nhủ với thợ của mình. Rồi bây giờ bỏ qua một bên nè. Thường á là hàng này phân xét á, người ta rất là ngại khi mà để nó như thế này, bởi vì chúng có những cái giác cạnh và chúng cạ nhau thì chúng sẽ bị tua giác hả vậy ha. Và hàng này thì xác định một bịch như thế này đây, nhưng mà cả ngàn viên hả vậy ha, thì hàng này là xác định sửa lại hả vậy ha.
chúng ta chỉ cần những cái viên đá chất lượng. Đó, chúng là phải như vậy. Nhìn vào giữa viên đá là chúng ta thấy lửa nó xòe ra tới bên ngoài hết vậy ha. Đó. Chỉ chấp nhận những viên đá chất lượng thôi.